lấy tấm lúp bi bảo đảm rồi, anh bảo đảm nghe là tôi vừa không biết là mày lấy, mày lấy vừa là thủ võ mày lấy cho mà thấp mày nó mà móc lên tới đây chân mày mày nó thấy kỳ vậy. Kính thưa quý vị, kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ hai quay rồi, hiện giờ là diễn viên của phim đang rất là mệt, cho nên là quay cảnh ngủ thì hiện giờ là diễn viên ngủ hết trơn, ngủ hết trơn. Diễn đạt chứ à? Diễn đạt luôn, không cần phải diễn giả nữa, mình là ngủ thiệt luôn, mà giờ qua coi. Không. Ngủ hả? Đi quay đi ngủ anh. Cảnh này không có ngủ, dậy quay xong rồi dậy 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 ngủ mà mắt đỏ luôn á quý vị. Trời ơi, anh đi quay cho anh đi đàn khác, anh đi chạy show đàn khác, anh qua đàn em rồi anh ngủ, anh ăn rồi ngủ, không có lương tâm gì nhận lương gì kỳ vậy. Anh cãi đâu nãy giờ, anh lết 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 ngoài không mà bả nhỉ, chuyển lương nó qua cho anh, nãy giờ nó diễn gì đâu, nó không ngủ không à, tiền mà em đi đâu lấy lương thế hả? Vậy thôi khỏi, chỉ giữ nguyên lương anh đi, đi show phim đàn khác cho đã chưa, nó mệt quá giờ nó vô đây ngủ, đi đàn khác, đi đoàn khác nhưng ăn cơm đoàn này lấy lương đoàn này đi ngủ không có gì hết trơn. Giờ tới chậm rồi. Mẹ diễn nét giật mình, ủa ai làm cái gì nhở, sao trùng mặt tôi vợ. Kế ơi, kế ơi, em thấy này di chuyển cái tủ này qua thế cái tủ này ra được không? Ủa này ai xài chưa vậy? Chưa chưa chưa. Chị nó nghe mùi mới quá. Nhét nhét hai cái. Không để cho biết mày. Không được, đọc quá, đọc quá. Chú cái ngang mũi luôn rồi. Không được cái này không, thấy lạ không? Đúng cái lạ đi chống. Rồi ok rồi. Rồi vậy vậy. Thấy cái dẹp liền luôn nè. Nhưng mà không thấy. Ta mở ra thấy liền luôn ta. Mở ra thấy điện vô cho nó vui rồi, dự định tới đây là chắc chắn nó quay đụng cái cửa đèn đầu tiên rồi. Thấy có khiến rồi, không có khiến. Lấy vô nghỉ đồ đâu thấy. Có tức không hả? Lấy vô tôi làm gì em? Chú ơi, mình tẩy xô gì quá rồi mình lên đài mình ngủ đi. Chú đuôi quá. Nói chú ngủ đi nè, cạnh đây. Nguyên một ngày hôm nay là chú diễn là rất rất là mệt luôn. Ồ, gốc nó cũng diễn luôn á. Chưa, để đây hầu gì em ơi. Dạ, được rồi, được rồi, được rồi. Mở được hết luôn hả? Mở là được hết á. Dạ, em chưa có tủ này mà. Mấy này đụng đụng chạm đừng đưa lên nha em. Rồi, giờ hiểu rồi ha. Ngoài lắm em. Còn anh bật giống như là ấy là giờ cái tủ này đi không, cái giờ không anh là gì sao? Không 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 không, bên đây đâu mà. Không có giờ. Tự ơi, lấy mấy cái này ra thôi rồi. Đi ăn cơm mà bận đồ nổi dữ chị. Giờ hết luôn, đồ nổi luôn. Bây giờ là câu chuyện của 30 Tết năm trước. Trời thật. Lấy trong lọng nha hết luôn. Ngày nào mình quay vậy? Lấy về em bật nguồn lộn. Lấy tấm lúp bi bảo đảm rồi, anh bảo đảm nghe là tôi vừa không biết là mày lấy, mày lấy vừa là thủ võ mày lấy cho mà thấp mày nó mà móc lên tới đây chân mày mày nó thấy kỳ vậy. Em đã nãy mày làm gì thấy ghê vậy? Thì phải quá chơi. Không có. Là giờ quốc em đỡ á, em đỡ. Quốc cái nữa em bẻ tay. Em đã ngay. Em có giỏ em có nghề. Em bị con vừa đâu biết đâu đêm tối mà đỡ. Không đỡ đây nè. Quỷ. Quỷ. Dạ đâu?
Em nè. Em nào? Nè. Dương nè. Mày Dương thì có. Rồi kéo á, này ra đây em giật cái này xuống đó luôn đi. Ủa làm gì đây? Quản sĩ là gì đây? Cầm vô mắt nữa. Này là hai cái sừng này. Đạo diễn tự làm tự cười hoài luôn. Ok anh. Mọi người nhớ ủng hộ bé Nam Vlog nha mọi người. Nhưng mà sau này sẽ đổi lại tên clip. Chờ anh sư phụ Cương Dừa khai sáng. Mượn máy cái em ơi. Ngoan được không? Trời. Ngưng mai dương. Ủa cái tóc gì vậy? Đi ra coi được phim phản ứng như thế nào nha. Chị ơi chị. Chị ơi. Đi sao lại em nhỉ? Ok không? Cái tạo hình này được không ạ? Ngưng mai dương. Dạ cái này anh Nam đạo diễn nha, chứ phải em. Mọi người nói là nhìn mà muốn xa lánh luôn. Đó mọi người thấy không? Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi mà chúng ta còn khá là nhiều cảnh. Mọi người cũng hiểu là tại vì để quay được một phân đoạn phim thì tốn rất là nhiều công sức của ekip, từ setup tất cả mọi thứ. Mà đặc biệt cái ban ngày thì nó còn đỡ, mà ban đêm thì nó cực hơn rất là nhiều. Một lần xếp đèn là gần cả tiếng, chưa kể là đổi góc này góc kia. Rồi chị Lê Hoài Trinh nữa. Chị Lê Hoài Trinh là ngày hôm nay là đã về nhà đi show xong rồi phải quay ngược lại đoàn nữa. Nói chung là phải nói là Trâm phải là cảm ơn rất là nhiều ekip. Đó, quay đến nỗi mà mệt mà cũng quên luôn là mọi người hiểu rồi. Chỉ có Trâm là còn sung sức thôi. Đó. Giờ diễn viên là nằm ngủ hết rồi, có anh Quang nhắn tin ra rồi. 13 mẹ tính vô nha, 13 có quay không? 13 có quay là nghe ông lên đàn chơi. Lên được, đây là quay được kia quay. Quay lên tâm là quay vlog cho mẹ tính. Cáp móc về đây hết rồi các bạn ơi. Chị Trinh đâu ta? Đó, ở đây là quay ở quận 9 thì có cảnh thấy cũng khá là xa. Nhưng mà mình cũng không thể nào quay ở Long An được mọi người. Giờ này mà giờ lịch còn bao nhiêu nè? Sáu cảnh thì dự đoán là chắc 3 giờ sáng. Cái này là một suột mà đúng không? 45 chứ 51 là 43 ca trang. Rồi quay được chưa hai đây? Hả? Vụ gì? Trời ơi, đèn đó. Giờ em. Này còn làm đèn mọi người thấy không? 10 giờ làm đèn thì 12 giờ mới quay. Cái đó là 7, 9, 10, 11 đó. Rồi. Đến đón chắc 1 giờ sáng. Anh Phương nghĩ là hôm nay mấy giờ xong? Sáng thì nghỉ luôn. Sáng mai quay luôn. Anh đoán là hôm nay tối nay đoàn quay mấy giờ xong? Lại có độ, Không đó mà muốn nghỉ. Muốn nghỉ mấy giờ. Anh đi chích cái cầm đau nhọn nữa hả? Giờ nó đuối quá. Mẹ về đi sớm. Hồi nãy mới nói với em xong. Bữa nay anh khỏe, anh sung rồi. Giờ đuối rồi. Ngủ luôn. Con nghiệp. Thương anh Phương mọi người. Có cần cho Tiên cầm cái đèn pin nào không? Bao nhiêu công việc mà phải anh nói để sắp xếp qua cho Trâm này. Nè ơi. Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn thôi. Có cần cho Tiên cầm cái đèn pin nào không? Không. Có đèn pin nào. Không cần gì nhiều đâu. Chứ cần gì chị? Em hỏi anh Thương. Thương cần gì? Cần gì đâu. Không cần gì đâu. Thanh nó cần gì vậy? Thanh nó cần gì vậy? Vậy được rồi, anh cứ trả lời vậy là được rồi. Dạ đúng rồi, lương cũng đâu cần đâu. Anh chỉ cần là phim em chiếu trên kênh anh. Em khổ lắm.
Thôi chào quý khán giả đi, để cho hai đa làm việc với hai đa la nè. Thôi xin chào quý khán giả nha. Tập trung mình quay đây, clip này mình sẽ up lên trước để cho mọi người biết là đoàn phim làm cực như thế nào, để sau này quý khán giả coi phim ủng hộ cho ekip. Chỉ mong là quý khán giả ủng hộ thôi, chứ không mong gì nữa hết trơn á, tại vì để làm ra một bộ phim rất là cực. Rồi có ai coi phim mà chửi chăm nói là cái giọng con này như đàn ông thì ok, phim này em đàn ông nè, cho mọi người vừa lòng luôn. Phim này em đàn ông, em cá tính, em không phải bánh bèo, nên là đừng có bắt em mà giọng dễ thương ngọt ngào, không làm được. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều, nhớ like và share kênh YouTube Phòng Trang Official và ủng hộ kênh Mẹ Tính Miền Trung nha mọi người, cho quan tâm Mẹ Tính kiếm được cái nút bạc cho mẹ vui nha. Ngày 13 này Mẹ Tính vô đóng phim nữa rồi, cảm ơn mọi người nha.